Trong khi vụ việc 20 người Hàn Quốc tại khu cách ly ở Việt Nam còn gây nhiều tranh cãi. Một Hàn Kiều vừa về nước tiếp tục đăng video cho rằng các khu cách ly kém vệ sinh khiến cộng đồng mạng bức xúc. Trong tình hình Hàn Quốc đang bùng nổ mạnh mẽ dịch bệnh COVID-19, có không ít quốc gia đã có những biện pháp phòng ngừa, kiểm tra y tế chặt chẽ những người đến từ vùng dịch. Một số quốc gia còn từ chối người Hàn nhập cảnh. Việt Nam là một trong những nước tuy không cấm nhập cảnh, nhưng đã có những biện pháp kiểm soát mạnh mẽ như ngừng cung cấp visa miễn phí cho người Hàn, thực hiện cách ly 14 ngày với những công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Tình hình Hàn Quốc diễn biến căng thẳng, không ít người Việt sinh sống tại đất nước này đang lên kế hoạch về nước. Mới đây, một nữ Việt Kiều trở về từ Hàn Quốc đã khiến nhiều người chú ý khi đăng tải những hình ảnh ở khu cách ly lên mạng xã hội. Trong video, cô cho biết mình vừa về nước cùng con nhỏ được 2 ngày và ngay lập tức bị y tế xã đưa vào khu cách ly. Cô bày tỏ sự bức xúc với cơ sở vật chất bên trong khu vực cách ly, cho rằng nơi này quá dơ không thể để cô và con ở được. Nữ Việt Kiều đăng video tại khu cách ly, cái chỗ cách ly bẩn đến nỗi tôi không thể tưởng tượng nổi. Chắc phải để cả năm trời chưa có người nào quét dọn. Tôi thì không sao nhưng con tôi còn nhỏ quá. Tôi quay phim quý vị nhìn thấy có thể nó sạch, nhưng quét tay một cái là nó bụi thế này, chiều thì chiếu trùng rồi. Lúc tôi nói với quản lý ở đây thì quản lý bảo tự vệ sinh, tôi không ngờ. Tôi vệ sinh cũng được thôi, nhưng tôi có con nhỏ, khi bàn giao phòng cho tôi phải sạch sẽ. Nữ Việt Kiều Hàn chia sẻ, nhà vệ sinh mà người phụ nữ này miêu tả là không dám bước vào. Chắc 2 năm chưa ai dọn, cơ sở vật chất cũng bị chê là quá bẩn. Chiếc chiếu đã qua sử dụng khiến cô sợ con mình ở không thoải mái. Video của người phụ nữ này, sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về vô số gạch đá. Hầu hết các cư dân mạng đều cho rằng khu cách ly như vậy không hề tệ và người bị cách ly phải tự giác dọn dẹp, giúp cho nơi mình ở thoải mái hơn vì nhân lực còn để phục vụ cho các công tác khác. Video liên quan bên cạnh đó, việc những người trở về nước từ vùng dịch ngay lúc dịch bệnh đang bùng nổ phải bị cách ly là điều hiện tại ai cũng ủng hộ để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong nước. Nhiều người cho rằng những Việt Kiều bị cách ly khi về nước không nên quá đòi hỏi cơ sở vật chất vì để có được nơi cách ly, không ít bộ đội đã phải nhường lại chỗ ở. Làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng mạng dành cho nữ Việt Kiều Hàn. Hiện tại, video này vẫn đang là tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ask Why,